Sao nữa, tại vì bữa làm sinh nhật cho con á, là bữa mùng 3, mùng 4. Rồi em có mời ông bạn ở bên Sóc Trăng á lại. Bạn nào nữa? Ông bạn bên Sóc Trăng là bạn nói chung là đi làm chung nhau ở Vũng Tàu á, năm nay đó là 2 năm rồi. Ui, ông bạn mới quen có 2 năm hả? Quen 2 năm mà, nhưng mà quen có mấy tháng thôi, rồi đi làm chung rồi có số liên lạc với nhau. Rồi mà từ Vũng Tàu ông bạn về Sóc Trăng thăm em luôn. Nhà ổng ở Sóc Trăng mà đi làm với nhau á, rồi đi Vũng Tàu. Rồi em mời ổng lại sinh nhật con đó, rồi cái bắt đầu rồi tự nhiên ăn rồi hết trơn, rồi ổng đi về. Ổng bữa em kiếm thấy ông quanh ông luôn á. Nếu kiếm được mày cái gì anh thả chị cháu em về đi, rồi cái gì anh em mình nói chuyện. Hiệp sĩ Nguyễn Thị Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây thì anh em Hiệp sĩ Bình Dương vẫn đang ghi nhận rất nhiều, đặc biệt là các em trai về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Hôm nay thì một cái câu chuyện tiếp theo, một gia đình hiện nay đang sinh sống ở một tỉnh phải nói vô cùng rất xa để về đây nhờ anh em Hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào đại gia đình mình nhé. Rồi xin chào em trai cầm hình. Em trai biết em tên gì? Em tên Thạch Dừa. Thạch Dừa hả? Dạ, Thạch Dừa nhiêu tuổi rồi? Thạch Dừa năm nay là 32 tuổi. Thạch Dừa là họ người Khmer hả? Họ Thạch người Khmer, quê quán em ở Trà Vinh, Trà Vinh xa vậy hả? Từ Trà Vinh về đây bao nhiêu km? Em cũng không độ ra. Em đi mấy tiếng? Em đi chắc độ cả 6 tiếng. Ui giời, 6 tiếng là phải 300 cây, 200 mấy đấy. Dạ, cả 6 tiếng. Xa vậy. Em đi bằng đây về đây bằng xe gì? Em đi bằng xe đò. Xe đò hả? Là em lên bằng xe đò. Ồ, xe đò cho khỏe đi, chứ xa quá xe Honda nhọc lắm. Hôm nay em đi về đây cùng mấy những ai? Em đi với em với con em. Đây em trai hả? Dạ, bên đây em trai, bên đây con. Ôi giời ơi, tìm ai đây? Em tìm vợ em. Vợ em họ tên đầy đủ là gì? Họ tên đầy đủ là Kim Thị Ngọc Tươi. Kim, họ Kim là người Kinh hả? Người Kinh luôn. Kim Thị Ngọc Tươi sinh năm 1992. Em sinh năm bao nhiêu? Em cũng 1992 luôn. Ồ, bằng tuổi nhau hả? Bằng tuổi nhau luôn. Bằng tuổi là ngon này. Vợ em là nguyên quán ở đâu? Quê quán cũng tại Trà Vinh luôn, Trà Vinh luôn hả? Dạ. Có gần nhà em không? Sát bên cỡ chừng 700 m tới. Ôi giời. Vậy là trước em đi bộ sang tán gái à? Tán vợ à? Đi bộ tới. Ôi giời, ngon đấy, ta yêu vợ là không cần phải về tốn xăng nhỉ? Dạ dạ dạ. Mình yêu vợ lâu không? Em cưới vợ em năm nay nữa là em cưới 2004. 2004 đã cưới vợ rồi. 2004 em cưới rồi. 2004 hay 14? Ê, 2004. Lẽ tư là 20 năm rồi hả? Đâu em tự nhiên cái quên nhớ. 14 này. 2014 luôn. 2014 trời ơi, quên 2014. Là năm nay nó mười mấy năm đó. Chứ anh tưởng em có 12 tuổi đi bà kỳ vậy. Là không quên. Năm nay nó mười mấy năm rồi. Em được mấy người con rồi? Em được 2 đứa. Bé là trai hả? Bé này trai là lớn. Thế còn cái bé trong hình là gái hả? Bé trong hình là gái. Úc. Em đang làm công việc gì? Em đang đi ở nhà hai chồng đi đốn mía thê không à. Ôi giời ơi, mệt không em? Mệt chứ. Một ngày thu nhập hai vợ chồng được bao nhiêu tiền? Một ngày thu nhập hai vợ chồng bình thường thì cũng có khi được 300, có khi được 400. Ui giời ơi, sao thấp vậy? 200 à. Sao lên thành phố làm đi? Lên thành phố không được, ở nhà đi bỏ nhà không có được, làm vòng vòng nhà không à. Vòng vòng nhưng mà lại không có tiền. Bây giờ em cần tiền hay cần vòng vòng? Không, em không thích đi. Em thấy ở nhà hơn, làm gần con, gần cháu, gần ông, gần bà hơn. Em không thích đi xa. Gần ông, gần bà nhưng mà cuộc sống khó khăn em ơi. Dạ đúng. Mình đi xa quê, lâu lâu về quê thăm thì còn được con gà ăn. Dạ. Mình ở nhà này gà có bán hết. Anh trước anh ở quê anh biết rồi. Dạ. Gà to là bán hết không được ăn đâu. Dạ. Nhưng cứ đi xa về là sẽ được ăn gà. Đúng không? Đúng đúng. Đấy. Thế là vợ em bỏ nhà đi lâu chưa? Vợ em bỏ đi từ đêm mùng 6. Tháng mấy? Mùng 6 bữa nay đến mùng 10 với mùng 11 kìa nè. Mới mấy ngày à? Mùng 6 âm lịch chứ hả? Dạ, em tính ngày âm lịch hả? Dạ. Hôm nay 11. Mới dỗ tổ Hùng Vương á hả? Dạ. Sao vậy em bỏ nhà đi? Em cũng không biết tại sao nữa, tại vì bữa làm sinh nhật cho con á là bữa mùng 3 mùng 4. Rồi em có mời ông bạn ở bên Sóc Trăng á lại. Bạn nào nữa? Ông bạn bên Sóc Trăng là bạn nói chung là đi làm chung nhau ở Vũng Tàu á, năm nay đó là 2 năm rồi. Ui, ông bạn mới quen có 2 năm hả? Quen 2 năm mà, nhưng mà quen có mấy tháng thôi, rồi đi làm chung rồi có số liên lạc với nhau. Rồi mà từ Vũng Tàu ông bạn về Sóc Trăng thăm em luôn. Nhà ổng ở Sóc Trăng mà đi làm với nhau á, rồi đi Vũng Tàu. Rồi em mời ổng lại sinh nhật con đó, rồi cái bắt đầu rồi tự nhiên ăn rồi hết trơn, rồi ổng đi về. Ổng bữa sáng mùng 4 là ổng về. Sáng mùng 4 ổng về, cái trưa mùng 5 ổng lại tiếp. Cái vậy? chưa mùng 5 ổng lại em cũng không biết, không em tính không biết làm sao rồi, nữa mà. Xong rồi. Ổng mùng 4 ổng về mà mùng 5 ổng lại. Ừ. Chưa mùng 5 ổng lại. Ừ. Ổng nằm ở nhà bà già vợ em á là một đêm. Ừ. Nằm chơi ở đó một đêm, nằm nhà bà già vợ em chứ không có ở nhà em. Ừ. Nằm ở đó một đêm. Rồi cách 700 m đúng không? Bà già vợ và bà em cách 700 m à. Rồi ổng nằm đó một đêm, rồi ổng mới chơi đi vô chùa chơi. Đi vô chùa chơi hết đêm mùng 5 hết á. Ông là, người Kinh hay người Khmer? Ông người Việt mình á. Rồi cái bắt đầu rồi là ông nhiêu tuổi rồi? Ông 40 mấy rồi, 42 43 tuổi. Ông già mấy? 42 43 tuổi rồi. Rồi rồi em là ông nằm là một đêm mùng 5 ở đó, ông nằm chơi đi chùa đồ chơi, có em có vợ em con em nói chung là có đầy đủ hết. Ừ. Mình thấy cũng không có cái gì hết trơn á, nói chung là thấy cũng bạn bè mình cũng không có suy nghĩ tới cái gì. Ừ. Rồi sáng mùng 6 ổng tới cỡ khoảng tầm 10 giờ 11 giờ là ổng đi về. Là ổng đi luôn. Ổng đi về, ổng nói ổng đi về. Rồi ổng đi về rồi tối lại là em đưa vợ em với con em nhỏ con gái là đi chùa. Đưa đi chùa cái bắt đầu là em mua cho vợ em đôi guốc cao gì nè. Mà mua một năm mấy gần 2 năm rồi. Mà nhưng mà vợ em nó không có mang. Sao có kỳ ấy? Vợ em nó không có mang rồi cái em thấy cái chập trong chùa, dịp trong chùa nó làm đám làm này làm kia đó, người ta đông vui lắm cả ngàn người mà. Rồi bắt đầu em mới nói em ơi em mang đôi guốc này anh mua này em mang đi em bỏ lâu bỏ mua rồi bỏ để làm cái gì. Mang đi rồi vợ em mới mang đôi guốc đi chùa. Hai vợ chồng với đứa con gái này nè, đứa con gái trong hình á. Là dẫn tay nhau đi chùa đi được tầm có khoảng 15-20 phút đi vòng chùa vậy đó. Cái vợ em nó than đau cái giò. Nó nói đuôi của cao quá đau giò đi cũng được. Rồi em mới nói nếu mà em đi không được thì lấy đôi dép anh mang nè, anh xách đôi dép đôi guốc em cho. Nó không chịu. Nó nói để đi về đổi đôi dép khác. Rồi nó cho con gái em nó đứng lại ở chùa với em. Mà nhỏ con gái em nó chạy theo vợ em đi về. Em thấy vậy rồi em mới đưa vợ em với con em đi về luôn. Đưa đi về cái bắt đầu là đi về tới nhà này thấy ông Lục tu mới xong nè. Ông này ông Lục tu à? Ông Lục ông tu mới xong. Tu mới vừa rồi luôn đó. Tu là phải cạo đầu đúng không? Cạo đầu, cạo chân mày hết mà. Cạo hết chưa? Cạo hết mà. Bóng nhỉ. Tu mới vừa xong luôn là em thấy vậy, thấy con ở nhà một mình, thấy tội nghiệp con. Em mới nói bây giờ hai mẹ con mày đi đi. Tao ở nhà với Hoài Linh chứ tao không đi nữa. Mệt rồi hả? Mệt thì thấy con ở nhà một mình rồi con mới vậy xong nữa mình đâu có nỡ nào mà đi bỏ con một mình đi chơi cho vui một mình không được. Xin chào quý vị các bạn, thì hiện nay bên Công Trần đang bán tinh dầu gia truyền của công ty Dạ Thảo Liên. Đặc biệt bên mình đang bán những thuốc về viêm khoang miệng như sâu răng, hôi miệng, viêm lợi, chảy máu chân răng, ê buốt chân răng, nhiệt miệng, lấm lưỡi, lưỡi bản đồ, viêm nứt da miệng, viêm amidan, viêm tai giữa, đặc trị các bệnh về lấm móc, lấm caro, trị bỏng, lấm móng tay móng chân, điều trị đều khỏi. Quý vị mua hàng yên tâm, sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép và sử dụng. Quý khách mua hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn. Em mới nói em ở nhà, em đi. Rồi vợ em đi rồi đi mất tiêu luôn. Em kêu không thấy trời luôn. Ơi. Rồi liên lạc là không được luôn. Vậy là sáng hôm đấy là ông tướng kia là ông bạn đúng không? Sáng hôm đấy là ông tướng về. Ông bạn kia là ông về dắt trưa tầm 11 giờ bữa mùng 6 đó. 6. Còn vợ em đi buổi tối. Vợ em đi buổi tối tầm 8-9 giờ là đi mất tiêu luôn. Trời ơi em ơi, xong hàng rồi. Rồi rồi là em đi kiếm là từ mà tầm 9 giờ mấy đó là tối mùng 6 em đi kiếm là một đêm đó thêm một ngày đó kiếm thêm một đêm sau nữa nhưng mà em kiếm không gặp luôn. Kiếm làm sao được mà kiếm không gặp, không biết bây giờ đi đâu mất tiêu luôn. Rồi cho anh hỏi này. Dạ. Vợ em ấy có mang theo tiền bạc hay điện thoại không? Vợ em mang theo chỉ có một cái điện thoại, tiền là trong nhà làm đám cho con này kia rồi nó cũng thăm hết vài triệu bạc rồi. Ôi giời ơi, thăm là mất đúng không? Thăm là nói chung là mình làm đám thăm á là hết vài triệu bạc rồi. Mà là lỗ đấy đúng không? Dạ, tiền trong nhà không còn nhiêu đâu, tiền trong nhà nằm tầm 3 triệu trở lại thôi. Vậy là vợ cầm đi 3 triệu hả? 3 triệu trở lại nhưng mà vợ không có cầm đi. Vợ chỉ cầm đi được em đoán là tầm từ 800-900 ngàn trở lại, còn nhiêu nó chừa lại cho em. Vợ chưa đẹp nó không có lấy đi hết. Vợ chưa đẹp. Rồi bây giờ em cũng không biết kiếm vợ em đâu luôn. Em hỏi này nhé, hai vợ chồng mình trước mình tán nhau ấy, mình yêu nhau lâu không? Dạ em á là quen nhau lâu không? Dạ em là em quen là em đi hỏi ơn luôn, em đi hỏi cưới ơn em luôn chứ là em gặp là em đi hỏi cưới ơn em luôn chứ em không có mà đợi ba mẹ hoặc là ai đi hết. Mà sao em liều vậy? Em đi hỏi ông nhà vợ em hỏi là chú chịu con làm con rể ông chú không? Ông nhà vợ em mới nói là tùy theo duyên hai đứa con không chú không có biết. Rồi em đi về em mét bà nội. Rồi bà cả chừng nửa tháng sau là bà nội đi nói vợ cho em đó. Là đi vợ em bây giờ luôn đó. Mình làm đám cưới to không? Làm hồi đó ba làm cũng 50-60 mâm rồi. Ui giời, 50 bàn là Sóc Trăng là to lắm đi. Vậy là cả làng rồi đúng không? Là 50-60 mâm lận người. Em cưới vợ năm nay nó cũng mười mấy năm rồi mà hai chồng em không từng gây lộn mà xích bích gì hết. Thậm chí mà em tới em giả bộ, cái đó là em giả bộ với vợ, cái dạng như mình nhõng nhẽo vậy đó. Làm với vợ nhõng nhẽo vậy đó. Em giả bộ giận, em nằm trên vạc em quay mặt qua chỗ khác. Không quá nửa tiếng đồng hồ, từ 15-20 phút trở lại là vợ em phải lên nằm khế liền. Lên nằm khế ôm năn nỉ liền. Chứ em không có từng mà gây lộn mà cái gì hết trơn. Mà tự nhiên cái em có chiêu dụ vợ là đẳng cấp này. Không, em dụ là không có khi mà vợ chồng em không có từng gây lộn. Em mười mấy năm không có từng gây lộn. Hai vợ chồng đi làm có đi chung không? Đi chung không à. Đi một xe hả? Đi một xe mà, nhưng mà là em đi làm có khi em thì làm chuyện khác đúng mía thiệt, mà vợ em thì nó ngồi nó ghi không à. Ghi sổ hả? Ghi sổ không à. Còn em thì em cũng đốn, em làm chuyện khác chứ em không có ở, nhưng mình không ở chung một chỗ nhau. Vợ ở nhà, vợ có hay nhắn tin không? Cái đó thì thấy không? Nhắn tin thì em chắc cũng không có từng thấy vợ em nhắn tin đâu. Gọi điện không à, đúng không? Gọi điện thì em cũng không từng thấy nữa, chỉ có lên TikTok, Facebook đồ chơi thôi chứ vợ em thì chắc không có gì đâu. Rồi, bây giờ cho anh hỏi này, cái ông bạn ấy đến nhà em nhậu hoặc chơi nhiều lần chưa? Đến cũng 3-4 lần. 3-4 lần mà em nhậu chung được một lần. Rồi còn mấy lần hôm đó là nhậu, hôm đó là mình say hay mình tỉnh? Cái bữa chỉ có cái bữa đám thì làm cho con em là cái bữa vô đám, bữa tối mùng 3 đó là em say, mà nhưng mà em say em còn biết chứ em không có say. Nhưng mà nửa đêm mình có tỉnh không hay là ngủ luôn? Em ngủ. Em ngủ. Thế còn vợ em là có nhậu không? Vợ em không có uống. Thế còn ông Tướng kia là có say không? Ông Tướng kia cũng không có say luôn. Đấy, ông Tướng kia làm sao mà say được, say thì hỏng hết chuyện. Anh biết thường. Ông đó mà say thì còn làm gì mà. Em hiểu ý chưa? Hiểu em hiểu. Ông đó mà say là vất đi luôn. Đúng rồi. Chỉ có em say thôi. Em đêm đó em say, bị đám của con mình rồi người ta cứ dơ mình đi tiếp, người ta dơ mình buộc mình phải uống thôi. Em không uống, người ta phải tạo điều kiện, tạo mọi cách để cho em say. Vì người ta mục đích chính của người ta là mục đích gì là chắc em biết. Ông bạn này nhìn có lưu manh không? Ổng nhìn thấy cũng, nói chung là nhìn thấy cũng hiền hậu lắm mà, nhưng mà không ngờ là ổng chơi kiểu đó là hiền thì hiền em ơi, hiền thì hiền, ai biết làm cố, làm gì bây giờ mà ăn cố được. Vậy là vợ em ấy là đi buổi tối. Đi buổi tối, ông đó 8 giờ. Ông đó đi buổi trưa. Ông đó đi buổi trưa. Thế từ hôm đó giờ em có tìm cách kiểu em giả bộ em gọi được cho ông không? Em gọi á, là hồi mà từ bữa mùng là mới làm cho con em, làm đám cho con em đó. Là vẫn gọi vô bình thường. Giờ có gọi vẫn không? Gọi bình thường. Mà từ đêm mùng 6 á là hết gọi ổng không được, mà gọi vợ em cũng không được luôn. Đấy. Không người nào gọi được, tới bữa nay là không người nào gọi được luôn. Gọi làm sao được nữa mà gọi. Không người nào gọi được hết. Hôm nay là biết rồi. Dạ. Bẻ rồi. Không người nào gọi được hết. Vợ em lúc trước ấy có bà than buồn, than phiền ấy. Tôi sẽ bỏ anh, bỏ con không? Không, vợ em không bao giờ nói gì. Không bao giờ nói gì. Em nghĩ rằng vợ em quen ông bạn này lâu chưa? Theo em. Theo em á là chỉ là mới quen thì quen, có tiếp xúc vài lần vậy thôi, mà nhưng mà là vợ em đi này là mới quen. Bữa làm cho con em thôi là vợ em phải có bị này cái kia mấy vợ em nó đi vậy, chứ vợ em là không bao giờ đi bậy. Cho anh hỏi em này. Biết ông Tướng bạn này ấy, ông bạn già này người Kinh hay người Khmer? Người Việt mình á. Người Việt là người Kinh đúng không? Người Kinh á. Ông ấy nói chuyện có nhỏ nhẹ không? Ông nói chuyện cũng ngọt lắm. Ôi giời, nói chuyện ngọt lắm. Nói chuyện ngọt nhiều lắm. Anh biết ngay mình. Em theo em ấy, em nhìn nhận em và ông đó là em nói chuyện ngọt hay ông đó nói chuyện ngọt hơn? Theo em á thì hai chồng em thì nói chuyện thì nói chung là cũng bình thường chứ không có mà cọc cằn gì với nhau. Vợ em từ trước là bao giờ bỏ nhà đi hoặc đi đâu xa một vài ngày? Không bao giờ bỏ đi. Không bao giờ bỏ đi luôn. Có mỗi lần này thôi hả? Không có, chỉ có mỗi lần này là tự nhiên cái đi là đi mất tiêu luôn đó. Vậy là đi mùng 7, mùng 6 đúng không? Đêm mùng 6 là đi mất luôn. Mùng 6 mà hôm nay 11. 11 là mới có 5 ngày. 5 ngày. Tính ngày là 6 ngày nữa. Dạ. Tính ngày là 6 ngày. Dạ. Đi mất luôn. Bây giờ được không? Em thông báo với gia đình bên vợ biết chưa? Gia đình bên vợ là biết trong đêm đó luôn. Biết luôn hả? Biết trong đêm luôn. Thế là mọi người táo hỏa đi tìm luôn hả? Dạ, ổng đi, nói chung là đi tìm hết, bả là xỉu luôn. Bây giờ vợ em xỉu luôn. Trời ơi. Tại vì bả em đi kiếm nó đêm đó là nó em chạy vô chùa kiếm nằm tầm là 9 giờ mấy đó. Không có đó đâu mà kiếm. Là đi vô chùa kiếm là trong chùa tan hết trơn rồi, chỉ còn có chừng vài người thôi. Cái em kiếm không gặp em ấy chạy xe qua bên nhà bà vợ em á. Sao không gọi điện? Gọi điện dắt đó điện thoại đâu mà gọi, em đâu có đem theo đâu. Em mới chạy xe chạy thẳng qua nhà bà vợ em luôn. Em hỏi mẹ có thấy vợ con qua ngủ đây không? Bà nói không, mẹ bây giờ mẹ đâu có qua đây đâu. Rồi bà là xỉu luôn. Ôi giời ơi. Vợ em là có cao không? Vợ em với em là ngang nhau. Vậy là cao đấy. Ngang nhau luôn. Sao mấy em mét 6 mấy? 68 không? 67 không? 67 em cũng không nhớ. 65 à? Em chắc 65. Ngang nhau luôn á. Em chắc 65. Vậy là vợ cao á, vợ trắng hả? Vợ em trong hình này với ở ngoài hiện tại bây giờ là nói chung là nó cũng giống mà, nhưng mà nó không giống bao nhiêu hết trơn á. Nằm ngoài đẹp hơn hay trong đẹp hơn? Ở ngoài đẹp hơn nhiều. Ở ngoài cắt tóc mái ngố hai bên, mái ngố xuống hai bên thì đẹp lắm. Mái ngố nữa. Đẹp lắm. Mái ngố đẹp lắm. Vợ cắt tóc lâu chưa? Vợ thì vợ em cắt tóc thì sửa, thì nói chung là gái mà ở nhà thì vợ con mình phải muốn cho nó đẹp, chứ không phải là làm bê bối được. Vợ con mình muốn đẹp thì mình phải cho đẹp, chứ mình đâu có mà tiết kiệm mấy cái đó được. Cũng bất cập nhỉ. Đẹp giờ ông bạn ông có nhòm ngó. Nếu vợ xấu thì mình cũng chán. Dạ đúng rồi. Đẹp thì ông hàng xóm ông ngó. Đúng. Rồi từ hôm vợ đi vợ không gọi về nhà luôn hả? Em gọi không được luôn. Đêm đó là em với ông và vợ em nói chung là nhiều người lắm, cỡ gần 20 người gì đó. Là đi kiếm lục lùng lục đồ, em lục banh hết trơn luôn, mà gọi điện thoại vẫn vô bình thường mà không bắt máy. Gọi từ 9 giờ mấy 10 giờ đó là em gọi tới khoảng tầm 2 giờ rưỡi sáng á, vẫn còn vô. Mà bây giờ chặn số chưa? Bây giờ không có cái nào điện vô hết. Ôi mẹ đúng không? Thuê bao cứ khách nhà này. Thuê bao không luôn, chứ không có cái nào điện vô. Vợ em là dắt con, là con gái em họ tên đầy đủ là gì? Là Thạch Thị Yến Nhi. Sinh năm mấy? Sinh năm hình như 2004 hay gì? 14. 10 tuổi đúng không? Mà là mới có 9 tuổi à, em không nhớ. Mới có 9 tuổi à, nó mới đúng 9 tuổi à. Là 9 tuổi học lớp mấy? Nó học lớp 2. Lớp 2 hả? Dạ. Mà từ hôm đó là con em cũng nghỉ học luôn. Nghỉ luôn. Không có đi học luôn. Nhà trường có kiếm không? Nhà trường cô giáo thông báo không? Nhà trường cũng kiếm mà em có nhỏ em ruột của em có đi nói rồi bị do lý do vậy là bây giờ là không có học được. Thậm chí thằng con em thằng lớn này cũng không đi học luôn. Nó nói mẹ không về thì con không chịu đi học. Chừng nào mẹ về con mới đi học. Thế là nguy cơ là hai đứa con của em là sẽ không được học. Em thấy chắc chị tiệt rồi, bây giờ chỉ cầu mong sao cộng đồng mạng là dùm chia sẻ lên là thấy vợ em dùm điện gì à. Vợ em trước khi đi là buổi tối 8 giờ tối ngày mùng 6 âm lịch. Dạ. Vợ em mặc quần áo màu gì? Vợ em mặc đêm đó là vợ em mặc cái quần jean màu xám, áo màu vàng, tay ngang đây. Còn con em cũng mặc quần jean. Có đeo dây chuyền không? Có đeo một cọng dây chuyền. Dây lớn không? Dây 3 chỉ. Ôi giời. Cọng dây 3 chỉ với một cặp lắc tay. Lắc tay nhiều không? Lắc tay đó không có bao nhiêu tiền hết trơn, tầm 5-6 triệu cho lại thôi. Chủ yếu dây chuyền đúng không? Dạ. 3 chỉ bây giờ 37, 21 là nói chung 20, hơn 20. Thì lòng vòng tổng cộng hết chắc chúng mình chứ cũng có được cỡ 30, chứ không có nhiều. 30 là nếu mà ăn khéo thì được 3 tháng. Dạ. Ăn không khéo thì ông kia nếu mà bạn kia dụ thì chỉ vài hôm hết rồi. Vài hôm hết thiệt. Đúng không? Dạ. 30 nó cũng lớn nhưng nó rất nhỏ. Dạ. Ông dụ mà dụ gì thì dụ, mà làm sao làm gì làm, nhưng mà miễn sao cho vợ cho con em về thôi, chứ em không mấy cái đó là em không có quan tâm tới. Bây giờ nếu gặp được ông bạn của em ấy, dạ, em sẽ nói điều gì với ông bạn? Bởi em nếu mà gặp ổng á thì bây giờ là em chỉ là nói bây giờ anh phải cho vợ cho con em về, chứ em không có làm gì hết trơn, miễn sao cho vợ cho con em về. Thì còn anh á thì anh bức quá thì em giao cho nhà nước làm đi, chứ em không cái đó em không nhúng tay vô, em không làm được. Em thấy sai lầm chưa? Dạ. Chơi với bạn mà kêu các bạn mà bạn âm binh ấy. Bạn này gọi âm binh đúng không? Dạ. Cô hồn đúng không? Dạ. Gọi về nhậu đến cùng mất vợ luôn. Mất luôn. Đúng chưa? Đúng. Nếu em không gọi bạn này về ấy, dạ, em không có người bạn này. Anh nói ví dụ không có người bạn này, người đó là thêm bạn bất thù đúng không? Đúng. Nhưng nếu giả thử em không có người bạn này, dạ, chắc chắn này vợ em sẽ không đi. Đúng chắc chắn vậy. Anh đồng ý là ở trong câu chuyện này là có cả vợ em nữa đúng không? Nhưng mà người ta không dụ thì vợ em đâu đi. Đúng. Nhưng mà đây là vợ em cũng có sự đồng ý, hoặc là có thể là nghiêng ngả tình cảm, người ta mới dắt được, chứ tự dưng người ta đâu có bắt cho em, đúng không? Đúng. Vì vậy ông tướng này ông có thể ông dụ, ông nói chuyện ngọt chắc là vậy. Rồi một phần nữa chắc vợ em chắc cũng có bị này bị kia chút đỉnh rồi. Vợ em có bị này kia chút đỉnh rồi, nó mới đi gì thôi. Đúng rồi. Chứ vợ em là em rất là tin tưởng vợ em, không bao giờ nó làm chuyện như vậy. Hôm qua anh mới ghi hình là có một ông bạn kia cũng vậy, ông có làm tổ trưởng đầu tư nuôi lính, giúp thằng lính ấy, tạo công an việc làm mà cho mượn cả vàng luôn, cầm luôn để cho ăn. Đến khi mà cho ăn nhậu nhiều lần giờ dụ cả vợ đi luôn. Đó là lính của mình dụ vợ mình luôn. Còn em là ông bạn dụ vợ em thì nó là bình thường. Những câu chuyện này xảy ra rất nhiều, anh đã từng cảnh báo rồi. Hạn chế tối đa những người đàn ông ấy mình nhậu, mình gọi bạn bè về nhà mình nhậu bê tha, những tình trạng mà những cái người mà có thể mình nghi ngờ thì tốt nhất là không nên mời. Mời ra quán anh em nhậu với nhau, đừng mời về nhà. Mời về nhà là bạn, vì vợ mình mặc đầm mặc zip này, ăn mặc cho nó trắng lõn ra, ăn mặc nhiều khi là anh nói thật là nhiều khi là gợi cảm á, hở hang, đúng không, không kín đáo, là người ta nhìn thấy ngon quá rồi là người ta muốn nuốt ngay, chén sống ăn tươi rồi, là người ta phải tìm đủ mọi cách, đúng chưa? Đúng, đúng đó. Thế cho nên là cái này là cũng là sai lầm, đúng không? Bây giờ em hãy nói là điều gì đó để cho vợ em suy nghĩ lại. Bây giờ em xin nói là bây giờ vợ em đang ở đâu á thì bây giờ em cứ về đi, em cứ về bình thường chứ anh không có nói gì hết trơn, thậm chí cả trong nhà không ai nói gì với em hết trơn á, chứ em không, vợ em với con em rất là nhớ luôn. Bây giờ không có vợ em là con em nó không chịu đi học, thậm chí là nhỏ con gái bây giờ đi vậy là cũng không có được đi học luôn. Rồi con thì còn có mấy ngày nữa tới thi rồi, bây giờ vợ vẫn đi vậy thì bây giờ vợ em ở đâu, cho xin cộng đồng mạng có thấy dùm thì giúp dùm em, chỉ hoặc là điện về bên anh Hải cho anh Hải, rồi có gì em chạy lên em rước. Bây giờ nếu mà mình tìm được mà đúng thực sự mà bạn và vợ mình đang ở với nhau là mình có tha thứ không? Vợ em miễn em cầu là cho vợ em về thì bây giờ dù thế nào em cũng vẫn tha thứ cho vợ em hết chứ em không bao giờ làm bậy bạ, cỡ nào em cũng tha thứ cho hết chứ em không có làm bậy làm bạ được. Là mình sẵn lòng tha thứ cho bạn, sẵn lòng tha thứ cho vợ, trừ cho miễn là cho vợ với con về nhà thôi, cỡ nào em cũng tha thứ cho hết. Từ xưa giờ em lấy vợ, em bao giờ em đánh vợ không? Không bao giờ đánh, không có đánh, không từng gây lộn luôn, mười mấy năm không có từng gây lộn. Mình thực sự là yêu thương vợ đúng không? Em không từng gây lộn, em rất là thương, rất là yêu mến vợ em luôn. Rồi anh sẽ tìm cho nhá. Rồi chào em trai bên này. Em trai biết em tên gì? Em tên Thạch Ba. Em nhiêu tuổi rồi? Em 26 tuổi. Em có vợ chưa? Chưa. Trai tân luôn hả? Có người yêu chưa? Chưa. Chưa người yêu luôn? Ở nhà đi làm đâu có. Đi làm em việc làm người yêu là người yêu chứ. Giờ mai nên anh kiếm người yêu cho nhá, được không? Ok không? Em đang làm công việc gì? Em cũng đi làm chân mía chân địa ở nhà. Thu nhập một tháng được nhiều không em? Ôi cái đó làm ngày được 100 mấy 200 mà. Ít vậy, sao mình không lên thành phố làm việc? Em đâu có từng lên đâu nào vậy. Hôm nay mới lên hả? Em lên đây một năm là sẽ thay đổi ngoạn mục. Chắc chắn, anh khẳng định với em. Em đi xa nhà không được, còn bà nội rồi già nhà em không đi em. Vậy làm khó nhỉ? Em được mấy anh chị em? 4. Em là thứ mấy? Em thứ 3. Còn người nữa hả? Cái này anh 2 rồi tới em, rồi tới anh đứa ở nhà thứ 4, rồi còn là thằng út thì chết rồi, mất. Em thấy là anh trai của em ấy, mấy chị dâu ha. Hai người là có gây lộn nhau bao giờ không? Không, hồi nào giờ em không từng thấy gây lộn. Có sống chung nhà không? Thì nhà cặp sát nhau, sát nhau luôn hả? Em sát bên nhà. Chưa từng gây lộn hả? Vậy là thực sự là rất thương yêu nhau ha. Cái hôm mà ông Tướng, ông bạn của người anh của em ấy đến về nhậu em có biết không? Biết, em cũng có em cũng có nhậu chung ông ly hay ly gì. Rồi em thấy cũng như anh em bạn bè không, rồi mình cũng ho nghĩ ông làm vậy. Mà ai ngờ đúng không? Đến giờ phút này em nghe được cái này em có tức giận không? Tức em bảo ông lắm, ông nói em kiếm bữa em kiếm thấy em quanh ông luôn á. Nếu kiếm được bây giờ là bạt tai đúng không? Ức chế mà, ai hiền đúng không? Bởi vì thà rằng không quen biết. Nếu như bên ngoài là thà rằng không biết nhau thì là cái chuyện nó khác, đúng không? Còn đây là biết nhau rồi, phải không em? Đến nhà mình nhậu, mình làm mồi cho nhậu, đúng rồi, đúng không? Mình cùng ly cho, gọi là chúc sức khỏe. Mà lỡ dụ vợ của ông anh đi thì này đâu có được, đúng không? Mình tức á. Nếu phải em ấy, mà sau này em cũng có vợ, mà em mời bạn đến nhà chơi, mình quý mến bạn mà bạn lừa bạn căn đấy, bạn me, bạn dụ vợ mình, mình có giận không? Giận á, bạo luôn á, giận. Ai cũng vậy thôi em ạ, đúng không? Rồi em mong muốn nhất điều gì hôm nay? Em mong muốn chị em với cháu em về nhà sớm sớm. Em có điều nào em nhắn gửi trên video này, hy vọng là cái ông anh trai đó hãy thả bà chị em ra để chị em sớm quay trở về với các con, với chồng. Em nói chuyện với ông đó, em nói với ông làm sao để ông ấy thả vợ về, thả chị về. Nói, anh Ngân ơi, cái gì anh thả chị cháu em về đi, rồi cái gì anh em mình nói chuyện. Nếu tìm được là bây giờ là phức tạp đúng không? Tìm được là câu chuyện là nóng lẩy, là nhiều khi là câu chuyện nó rất phức tạp, phải không em? nhiều khi không kiềm chế được á. Nhưng mà hy vọng là mình giải quyết bằng tình nhá. Bằng tình không được thì mình giải quyết bằng lý. Được chưa? Rồi em trai em cho anh biết này. Cái ông bạn của em là tên gì? Đầy đủ là gì? Họ tên á? Đầy đủ họ tên thì em cũng gần, mà em chỉ biết ổng tên Ngon thôi chứ em không. Ngoan hả? Ngon. Ngon, Ngon hay Ngoan? Ngon. Chứ em không gành. Ông sinh năm mấy em biết không? Không gành luôn, em không biết luôn, cái đó là quen lâu lắm rồi. Nhưng mà chỉ biết là hơn 40 tuổi hả? Hơn 40 tuổi. Nhìn ông ấy tướng to con. Có vợ có con hết trơn rồi, có cháu luôn nữa. Ồ. Ông ấy quê ở đâu? Quê Sóc Trăng. Gần nhà em không? Xa lắm, em Trà Vinh, ổng Sóc Trăng là rất là xa. Ồ, vậy mà lại biết nhau. Đúng là mình cũng không may mắn đúng không? Đúng ông bạn gọi là ông bạn khốn, phải không em? Bạn khốn. Rồi cảm ơn em nhé. Rồi chú chào con. Con cho chú biết là con tên gì? Thạch Hoài Linh. Thạch Hoài Linh hả? Dạ. Ồ, con mấy tuổi rồi? 12. Con học lớp mấy? Lớp 5. Học giỏi không con? Đúng rồi, giỏi. Ồ. Mình cắt tóc này là giờ có vướng không? Khó chịu không? Không quen ha? Con có hay cắt tóc này không? Không. Giờ mới cắt tóc hả? Dạ. Mình mới làm lễ chùa xong rồi làm lễ xong hả? Dạ. Con sao tại sao mình không đi học? Con nhớ mẹ con với em con. Con nhớ mẹ mới nhớ em hả? Trong gia đình ấy, là ba với mẹ. Con thương yêu ai nhất? Thương cả hai luôn. Cả hai luôn hả? Con thấy ba mẹ có gây lộn với nhau bao giờ không? Không. Vậy là ba mẹ thương nhau ha. Cái chú mà hôm bữa là về nhà mình nhậu ấy, con có biết không? Con có gặp không? Gặp luôn hả? Vậy đến giờ phút này là chú dắt mẹ con đi đâu con biết không? Không. Không biết luôn. Con hãy nói mẹ ơi, mẹ hãy dắt con em về đi. Mẹ đừng bỏ con, đừng bỏ ba. Mẹ ơi, mẹ dắt em với em gì đi, mẹ đừng bỏ ba với con. Con có nhớ mẹ không? Nói đi, con nhớ mẹ, con yêu mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi, con nhớ mẹ với em, mẹ đừng bỏ con. Khổ quá. Hôm nay con về đây nhờ các chú đăng thông tin này để tìm mẹ và tìm em. Con có mong muốn và có hy vọng là hôm nay các chú sẽ tìm được mẹ cho con không? Con đi xe với ba mấy chú về đây có mệt không con? Mệt lắm không? Mệt. Mệt nhưng mà vẫn hy vọng đúng không? Vậy là mẹ đi lâu chưa con? Đi cũng lâu rồi. 5 ngày hả? Trước đây tối là con ngủ với ba hay là ngủ với mẹ hay ngủ với ai? Hay ngủ chung? Ngủ với em. Ngủ với em hả? Hai anh em ngủ chung hả? Ê, tội quá. Con học sáng hay học chiều? Học sáng. Con nghỉ học được mấy ngày rồi? 5. Mai đi học nha. Được không? Vậy. Không. Mình phải đi học mới biết chữ con ạ. Để các chú kiếm mẹ cho. Chứ cứ như này mà chưa kiếm được mẹ là con cứ nghỉ học. Nay mai con học đâu được nữa. Nay mai mình không biết chữ là sao con? Hả? Không biết chữ này mai là không ai mướn đâu con ạ. Nha. Đi học đi con. Hả? Chờ mẹ hả? Khổ quá. Mẹ con trước có hay nói chuyện với con không? Có. Có không hả? Mẹ có đánh con bao giờ không? Không hả? Nhìn đẹp trai ngoan này này mà mẹ bỏ đi. Trước con có hay nói chuyện với em gái không? Có. Hai anh em có dắt nhau đi chơi không? Có không hả? Có chở em đi học mỗi buổi sáng luôn. Hai anh em đạp xe đi học không à? Anh chở em luôn hả? Anh chở em đi học mỗi buổi sáng. Chị trưa học trưa cũng anh chở em đi nữa. Vậy là 5 ngày nay là hết chở luôn à? 5 ngày nay là chỉ là miễn nhắc tới em nó là nó khóc không à. Kêu nó đi học nó không chịu đi. Nhắc tới em là khóc, với mẹ là khóc. Nó nói chừng nào mẹ với em về nó mới học. Không về nó không học luôn. Ôi quá. Sao lại có ông bạn khốn nạn vậy em biết hả? Tội nghiệp quá. Nói chung là hôm nay gia đình về đây nhờ các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương này để tìm vợ và tìm con. Là nếu tìm được bây giờ là gia đình vẫn tha thứ cho vợ đúng không? Nếu mà bên Hiệp Sĩ Bình Dương mình mà tìm được vợ em á, thì đi về, vợ em về nhà rồi thì em cũng vẫn bình thường như mình. Như là mình là chung sống là bình thường, làm lại từ đầu cho em không có mà cự cãi gì hết trơn. Em vẫn tha thứ hết. Tha thứ hết cho em không có chứ em cầu mong cho vợ em đi con em về thôi. Thương quá. Cám dỗ bây giờ nhiều quá em ạ. Dạ. Em có lên thành phố bao giờ không? Em lần này nữa là lần này là lần thứ hai. Em đi có một lần một đi Vũng Tàu, bây giờ em với lần này là lần thứ hai là lần lên kiếm vợ, cho em không có từng đi. Một lần đi du lịch với vợ, một lần đi Vũng Tàu làm đó. À, đi làm việc. Đi làm đó, là một lần riêng, lần lên đây là lên tìm vợ, cho em không có từng đi thành phố. Vậy là lần thứ hai đi thành phố đó. Dạ. Khổ quá, anh hy vọng là lần này em sẽ tìm được vợ nhé. Rồi hôm nay gia đình mình về đây nhờ các anh em Hiệp Sĩ Bình Dương để tìm vợ và tìm con. Dạ. Thì gia đình mình có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ và tìm con không? Dạ em đồng ý cho chia sẻ lên hết các mạng xã hội, rồi xin các mạng xã hội dùng chia sẻ cho đều hết cho vợ, cho gặp vợ em, cho có gì dùng liên hệ lại bên Hiệp Sĩ Bình Dương cho biết. Rồi anh em sẽ tìm vợ cho em nhé. Dạ. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện tiếp theo. Thực sự là trong cái thời gian gần đây thì anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đã ghi hình và đăng tải rất nhiều thông tin, mục đích chính là cảnh báo cảnh tỉnh cho các cô, các chú anh chị, đặc biệt là cho các anh trai hoặc các em trai. Mình quen biết bạn bè gọi là kết bạn, đôi khi kết bạn ngoài đường hoặc vì lý do nào đó mình quen mình để làm ăn. Nhưng mà rất nhiều các anh trai hoặc các em trai đã đưa vợ của mình để có cơ hội được gặp những người bạn, và sau đó có thể nhậu chung với nhau, và từ đó hai người có thể nảy sinh tình cảm. Và chính thì từ những phút giây như vậy và những ông bạn ông tìm cách để dụ vợ mình đi. Đây là câu chuyện tiếp theo. Một câu chuyện này là bạn thân dụ vợ mình, có thể là câu chuyện này đã mấy chục trường hợp. Vì vậy những câu chuyện này không phải là ít và không phải là hiếm nữa, mà phải nói là vô cùng rất nhiều. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy lấy đây là một bài học. Hy vọng là mọi người đừng dắt bạn về nhà nhậu. Những ông bạn âm binh này là sống, người ta chủ yếu là người ta thấy thích vợ mình. Vợ người ta đôi khi xấu mà người ta nhìn thấy vợ mình đẹp là người ta dụ. Rồi em, anh em ở đây bình tĩnh nhá, cha con bình tĩnh nhá. Dạ. Để anh em sẽ đăng tải video này, hy vọng là mọi người thương, mọi người giúp gia đình mình để chia sẻ nhiều hơn nữa, để sớm tìm được vợ và con em nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là cái câu chuyện thực sự là rất đáng thương. Hy vọng là các cô chú anh chị nếu ai biết được thông tin chính thức em gái này đang ở đâu thì báo tin giúp anh em Hiệp Sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913785858. Anh em sẽ tìm cách để giúp em gái ôm con quay trở về bên chồng, về gia đình của mình. Dạ xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.